Xin chào mọi người, trận đấu này có lẽ là mình sẽ đấu một trận đấu nhanh. Khi mà đồng đội cũng là người Việt Nam thì có lẽ là sẽ dễ chơi hơn. Trận này mình sẽ kéo quân ra giữa luôn. Để lại một con ở trong góc này để ăn nốt cái tháp trong góc. Ngoài ra thì mình sẽ xây nó làm sao mà nó tối đa cái diện tích nhất, vừa xây được trên biển nữa, thì mình sẽ xây cái xưởng ở đây. Về đến lúc là mình lên sửa xe. Mình sẽ cướp xe chở hàng. Còn có xe trong góc này nữa, mình chưa lên nhà chính cấp 2 luôn. Hơi bị chậm chút. Mình lên trường xây dựng. Kéo một đống quân xong là chắc có lẽ là phải chết một con này. Mỗi lần là mình thấy ở đâu đây còn cái hộp. Đồng đội né biển. Ông mình lên được biển rồi này, Cyclone mình cũng sẽ lên luôn. Tiếp theo mình sẽ xây cái nhà máy nước xuống góc lên một chút. Trung tâm cung cấp thì mình có thể xây ra ngoài được một chút. Những cái 5 giây thì mình có Cyclone. Bây giờ mình sẽ kéo quân sang bên này để gieo kẹo mấy cái con AI nó chui ra. Để bắn ghẹo ghẹo con AI chui ra.
Kết hợp ra cả Cyclone nữa nhé. Thấy lính mình khá hay chứ. Trung tâm cung cấp mình cũng khá là ít này. Cần phải lên thêm. Có lẽ là mình cũng không ăn được gấu hộp ở trên biển này. Bị chậm rồi. Không kịp ăn hộp ở trên biển luôn. Đây mình đặt cho tạm một cái tháp này. Chắc mình có lẽ là mình mất một hộp ở kia. Mình sẽ để con này chơi sau. Đây mình sẽ phá ra máy lính đi. Lên luôn một trung tâm cung cấp nữa. Đã đủ quân số thì mình sẽ lên thêm cái tháp trên biển nữa. Bây giờ mình sẽ dùng lính cấu rìa. Lôi mấy con kia ra ngoài. Bên trong nó cậy nó có tháp nữa. Lúc này thì mình cũng đã ăn xong một nửa rồi. Bây giờ cần phải ra quân nhiều hơn. Mình có 8 cái trung tâm cung cấp. Lúc này mình sẽ ăn tháp để đưa con rớt kia vào trong.
mình sẽ đánh quân trước, bởi vì quân nó có sát thương, còn những công trình kia thì hết sát thương. Đánh những con người sát thương mạnh nhất. Mình cần nâng nhà cấp nhà chính đi luôn. Lúc này mình cần tập trung số lượng quân đông hơn. Cái phòng thủ với đợt tấn công đến từ cái tháp của vàng. Mấy cái quân vàng nó cũng qua rồi này. Nhà chính của mình sắp xây xong rồi, mình sẽ lên thêm xưởng một xưởng máy bay nữa. Lúc này đang có hai con thuyền, nó gây ảnh hưởng khá là nhiều đến cái việc di chuyển của Cyclone. Mình sẽ hạ gục thôi. Mình sẽ đánh ở trên biển luôn. Lúc này AI nó cũng kéo sang một đàn ghoul rất lớn. Mình phải ăn hết đàn ghoul này đi chứ.
Con này nó đậu ở trên biển được. Đây, nó ăn hộp này. Mình sẽ đợi thêm quân số ra nhé. Nó đông quá. AI nó côn nhỉ, nó cho tỉa vào trong bụi này. Mấy con này nó cứ bay vào bên trong ấy, nó không theo ý của mình cấm ở đâu nó phải di chuyển đấy. Đây nó tự dư di chuyển này, khó chịu, nó di chuyển nó chết hết quân. Quận nó ở trên kia nó dồn xuống đây hết rồi. Quay nó xây tháp mình đánh đấy. Quân đi lung tung này, nó đi quá lên phía bên trên này. Resources. Well done. Ready to rule the skies. In control. Patrol.
bốn quân số đấy, giờ là chỉ đánh vào thôi. Thằng này chưa đánh trên biển à? Xin lỗi điểm A xem có không? Để chậm quá. Với lại AI kiểu mình nghĩ là cái lượng tiền nó cho mỗi trận chơi có 3-4 nghìn tiền sao thì tốt nhất là chơi cho thắng sớm 10 phút thôi. Chứ đánh lâu quá thì nó không xứng đáng với cái số tiền bỏ ra, cái số thời gian bỏ ra. Thà rằng xem ba cái quảng cáo được 3.000 hơn là chơi 20 phút có được 3.000 chẳng hạn đấy. Trung tâm chỉ huy level 5 các kiểu hơi chậm, được đội đánh vẫn hơi chậm, ra hero các kiểu kéo chục con rớt đi theo mình xuống dưới đánh là thắng rồi, đẩy một phát là cái huy thắng sớm.